Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan with Jamie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ là kết thúc Battle Z đấy. Tối ngày hôm nay 12 giờ đêm sẽ kết thúc Battle Z và mình đang cố gắng để đạt được cái vị trí thứ tư. Ôi, vị trí thứ tư cũng không phải là dễ nhờ. Vị trí thứ tư là 104 cái vương miện cơ. Wow, khó chơi thật đấy. Công nhận là lần này đánh hơi bị khó, mình được hận có 56 cái vương miện thôi. Và ta sẽ cố gắng đạt được khoảng hơn 100 cái để vị trí thứ tư sẽ được khoảng 40 kẹo và một số game cũng khá ổn. Và mình chỉ cần ở phần cái goal lewick thôi, không cần phải lên cao quá làm gì cả. Cái trader thì rất là khó, cực kỳ khó luôn, rất là khó để trụ lại được. Rồi thì chúng ta sẽ có những cái event Piata Party, những cái sự kiện để ta có thể chơi. Anh em hãy comment những cái chiến thuật bá đạo vào phía dưới nha, để mình áp dụng cho những cái quest ở trong kia. Ok, bowling nhỉ. Oh man. Rồi mình để đâu đây? Chúng ta để đâu bây giờ? Tạm thời để một cái này. Tốc độ lên. Rồi. Rồi. Đấy, như thế này này, đặt như thế này anh em ơi. Để cho nó nổ hết cái này ra trước này. Rất đông nhé. Ui, rất đông, rất đông luôn. Càng nảy càng tốt. Nảy cái quả bowling nó càng to lên ấy, thì nó càng đan càng thấm. Thế thôi, đơn giản. Ok, nảy đi anh em ơi. Có ai không? Chỗ này đặt khó nhỉ. Đặt kiểu gì chỗ này bây giờ? Cho nó slow chỗ này vào, chỗ này đông quá. Mắc đông luôn ấy. Làm sao mà ta có thể là cho... Làm sao mà có thể nổ ở chỗ này nhỉ? Chỗ này không thể nào mà nổ ra được ấy. Ui dồi, ghê. Thế là làm nào đây? Cũng hơi khó. Hơi khó chịu nhờ. Căn bản là tại vì nó cũng khó chơi. Chỗ này làm sao để nó bật vào đây được nhờ anh em ơi? Làm sao mà bật được, chết mấy con này đây? Khó vãi lúa. Đấy, có vẻ như nó sắp đang nảy. Khá tốt, có vẻ như khá là ổn. Ăn một phát này. Chỗ này gần như không có cây luôn. Ui, chết mày đi này. Chỗ này mất thời gian này. Có lẽ là phải để giết bọn này giết thôi anh em. Không cách nào khác rồi. Cho nó chết đi. Đấy, cán hết qua. Plan food này để ăn con boss này á. Ăn con boss này cái này. Đáng lẽ là chúng ta nên để nó ở hai cái chỗ này. Vãi lúa thật. Còn một con nữa nhưng mà cái bowling không thể nào mà cho vào đây được. Mắc dị luôn. Đấy là bowling ở trên này một cái này, chỗ này một cái này là hợp lý nhất. Nhặt như thế này là không ổn rồi. Ok. Toàn bây giờ toàn đấy là toàn mấy cái đóng băng thôi. Đi còn mắc chậm chứ, con này còn bị dính cái gì mắc chậm nữa. Thôi để nó ăn cái này. Toàn cho cái đóng băng. Bó tay luôn. Tốc độ nhanh lên nào. Cho nó cán qua. Nhìn chung là chỉ cần thắng thôi mà, không cần nhiều. Xong ngay. Đấy, ôi, con này cũng có plan food này. Lắm plan food thế nhờ. 4.000 coin đang ở đâu? 4.000 này, 4.000 có, ui, ngay dưới cái lá bèo anh em ạ. Rất tiếc luôn. Quá là đáng tiếc, đáng lẽ là chúng ta có thể lấy được không? Chán vãi lều. Dù sao thì cũng được thêm một trận thắng. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong cái Piata Party của ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục vào trong cái phần quest để chơi nhờ. Xong rồi làm nhiệm vụ kia luôn. Quét để sử dụng cái chiến thuật mà anh em đã cho mình. Event này. Tiếp tục này, continue này. Event này anh em. Đánh cái nào trước nhở? Đây thì có mỗi cái này thôi. Cái này là cái cửa nào đây? Cửa băng giá. Không biết phải cửa băng giá hay là cửa... À, cửa dưới biển anh em ạ. Bờ biển luôn. Rồi, chúng ta dùng cái gì hôm nay đây? Để xem là trong cái khu vực trồng cây của chúng ta nó có cây gì. Lá bèo kết hợp với Wokodai. Ui à. Rồi mình dùng luôn cái lửa này. Đây cái ăn thịt này anh em. Ôi, dùng nhiều cây quá rồi. Đấy, ok. Đấy, như thế này. Tưới nước hết. Tưới mỏi tay luôn thì phải. Sợ thật. Nào, mình sẽ dùng cây hoa thịt người nhá. Hôm nay sẽ dùng hoa thịt người vì nó tăng sức mạnh nha mọi người. Cho tất cả là 3 cây nữa. Được phép dùng 3 cây thôi, tại vì nó để sẵn cho mình đó chính là mấy cây nhỉ? 5 cây à? Chính xác là 5 cây. 1, 2, 4, 5. Và nó chỉ cho mình dùng thêm đúng 3 cây tự chọn thôi.
Chắc mình sẽ chọn cây hoa thịt người trước. Có lẽ là vậy. Hoa thịt người của mình level cũng khá cao, level 2 này. Hoa thịt người kết hợp với cây gì đây? Hoa thịt người. Bọn này không có khiêng đúng không? Đây, một lớp khiêng đó chính là Infinus, chắc chắn rồi. Chắc chắn là Infinus có hai cây rồi. Nó dùng cho đúng hai cây rồi còn không cho cây khác. Cùng chúng ta có level 3 này. Khó chơi đấy. Chúng ta sẽ có lá bèo này, có đóng băng level 6 này, có ngô này. Đấy. Tạm thời để đây cái không tăng sức mạnh nhờ. Không có plan food cơ. Khó phết. Không dễ đâu. Không dễ để phải thắng được đâu. Nào, lớn nhanh nào anh em ơi. Lớn nhanh nào, mình cần rất rất nhiều lá bèo ở đây. Thế thôi. Lá bèo này anh em, lên. Mình sẽ cho đây một cái để nó slow nó lại. Là hợp lý nhờ. Tiền mình thì cũng không quá nhiều. Nó bị đơ luôn rồi. Ok, tiếp tục là lá bèo này. Lên nào, cần hai hàng. Chúng ta cần ít nhất là hai hàng nha. Chết rồi, may quá, chưa kịp dùng. Chưa kịp ấn. Tuyệt vời, tí là ấn nhầm vào. Còn có 5 đồng thôi. Tiếp tục là ngô này. Ngô thì giá nó khá là hạt rẻ. Tầm khoảng 100 thôi. Nó không quá đắt. Rồi, chúng ta đủ cây nha. Bây giờ cứ lá bèo thôi. Lá bèo xong rồi ngô, khoai sắn. Kiểu vào đây. Rồi ok. Mà không có đủ tiền cơ. Cửa này khó nhằn hả nha. Từ từ nha. Một cái này đóng băng lại. Đóng băng lại không có tiền luôn đấy. Hết sạch tiền luôn. Ủa mà cửa này nó dài ấy. Nhìn mà xem kìa. Cây đang lớn lên rồi. Không cần phải lo lắng quá. Cứ bình tĩnh. Lá bèo. Ui. Giết nó luôn, đúng rồi, chính xác là giết nó luôn đã. Tính sau. Mất thêm một cái lá nữa ở đây. Mình không có săn ấy, vấn đề là mình không có săn ở đây ấy, rất là khó chơi. Mắc khó chơi luôn đấy. Bên này như thế này này. Ok. Cười khó thích nhờ. Siêu khó luôn. Bây giờ làm nào đây? Cây này còn chưa lớn hẳn lên. Mà nó không cho mình tiền. Cái này rất là dễ bị ăn nhá. Theo như mình nghĩ là vậy. Rất dễ bị ăn luôn. Đây rồi. Bây giờ làm nào ơi. Còn con kia nữa để thì khó chơi thật. Ok. Đấy, có ngay rồi anh em ơi. Có thêm một con rồi. Ăn, chính xác là ăn rồi. Tuyệt vời. Con này không đặt được ở trên này à? Ôi. Này, cắn nát đầu nó ra anh em ơi. Mình sẽ cần phải ăn khá nhiều đấy. Từ từ nhá. Ủa. Chỗ này còn chưa ấy lại này. Biết làm nào đây? Chỗ này thì còn chưa ấy lại được này. Khó khăn là trồng chất khó khăn nhờ. Hết plan food rồi. Tôi bây giờ tôi làm thế nào đây? Cửa này khó thế nhở? Mắc khó luôn đấy. Không phải nói mắc khó. Để mà phát. Nó vào cái là chưa bắt đầu là ăn thôi. Wow. Plan food này anh em. Rồi, cho nó đợi lại đã. Cho nó đợi lại đã, tính sau. Đấy. Nhưng mà nó vẫn lao vào được anh em ạ. Bây giờ phải có thêm săn. Mà săn ở đây thì nó quá ít. Nó lao vào nhanh quá. Không làm gì được. Cây hoa thịt người này. Đóng băng mày lại này. Nó nhanh quá anh em ạ. Đây chưa phải tấn cuối nha. Chưa phải tấn cuối đâu. Ok, chúng ta đặt theo hàng nào nhỉ? Ở chỗ này có Gokudai. Rồi, ok, tốt. Tạm thời là nó được giải phóng rồi. Tạm thời được giải phóng một chút rồi. Tăng sức mạnh lên. Chính xác là tăng sức mạnh lên chứ. Khỏe. Như thế này. Tiếp tục là trồng thêm cây ở đây. Trồng thêm săn ở đây. Nó chỉ còn một hàng thôi anh em ạ. Không cần phải lo. Thắng rồi. Cuối cùng đã thắng. Vãi lúa thật.
Trồng thêm cái nấm nhỏ đây, xong rồi chuẩn bị đào này ra. Đấy, săn đầy này. Hoa thịt người anh em. Hoa thịt người này chỉ trồng được ở, không trồng lên lá bèo nha. Một cái điều hay, một cái điều rất là lạ, nó sẽ không thể trồng được trên lá bèo. Mắc dị luôn. Ok. Chúng ta sẽ chuyển qua phần, có lẽ mình sẽ chuyển qua phần Butter Z đi. Chính xác, chuyển qua Butter Z đi. Nào, chúng ta sẽ quay trở lại và lấy thêm được một cái đầu lâu của zombie ở dưới biển. Một cái cây tảo. Cây chuối. Thế thôi. Cửa này mình chỉ chọn hai cây thôi. Dùng thế này chắc là hợp lý rồi. Nhưng mà cái cây hoa thịt người thì nó hơi, hoa thịt zombie chứ, thì nó hơi đắt. Tầm khoảng 200 vàng, 200 sun thì mới có thể mua được một cây. Rồi, chúng quay trở lại nha. Big Way Beach còn hai cửa nữa là chúng ta sẽ đấu với con boss anh em ạ. Butter Z đi, mình chuyển qua Butter Z đi á. Mình cần phải đánh một số trận nhanh nhất có thể. Nào, ok. Mình sẽ cần phải ít nhất là 10 trận để có thể leo lên được cái vị trí thứ tư. Nhanh thôi, không có vấn đề gì cả. Với, ồ, nhầm, không phải cây này nha. Cây này dùng là vỡ mặt luôn. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng, đó chính là, không phải mì khoai tây, mà đó chính là cái nào nhỉ, quên mất tiêu rồi. À, chạc cua ở đâu ta? Mấy hôm không chơi, quên mất tiêu chạc cua rồi. Chạc cua đâu nhỉ? Sử dụng cái cây này trước đã. Này, cái chạc cua là cái quan trọng anh em ạ. Tại vì chúng ta phải căn thời gian nó hất zombie lên mà bắt đầu đặt cái cây blower này luôn này là hợp lý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chính xác. 1, đặt một hàng trà cua ở phía trên. Trà cua level hơi thấp, nhưng mà level cao thì nó sẽ khác. Level, có level 3 thôi. Trà cua kia thì nó khỏe hơn, chống chịu tốt hơn. Từ từ, này cũng không được, cái này thì cũng không ổn lắm. Để nó vào sâu sâu đi. Theo như mình nghĩ nên đặt nó ở chỗ này thì hợp lý hơn này. Đặt chỗ kia thì nó ấy quá. Đặt chỗ kia nó sát quá, sát với cái đường kia quá. Rồi, có lẽ là ok đấy. Let's rock anh em. Chiến thôi, nhờ. Dùng cái này luôn này anh em. Đó, cái này là ok. Đây là ổn này. Không kịp à? Không đúng ô của nó hay sao ấy. Đây này. Rồi, ra ngoài đi á, không tính sau. Đó, như thế này này, khỏe này mà. Bay hết ra ngoài nha các bạn trẻ. Bay hết ra ngoài nha các bạn trẻ. Chậm quá. Thành ra là không ăn thua. À, cái blower đặt liên tục này. Nói chung blower đặt liên tục có đặt luôn thôi. Không cần phải quan tâm đến gì cả. Căn thì rất là lâu, rất là khó. Căn thì mắc khó luôn đấy. Không phải là khó nữa mà mắc khó. Thế nên là cứ đặt thôi. Có là đặt thôi. Thế thôi, đơn giản. Thích thì vào thôi. Hết cái kia thì mình lại dùng tiếp thế thôi. Đơn giản. Đây. Lên thôi. Dùng thế thôi mà. Đó. Nó cũng sẽ rất là đầy luôn mà. Nào. Có mấy con boss anh em ạ. Thế thôi. Mấy con boss này. Nó bị slow anh em ạ. Nó bị slow lại. Khá là khó chịu. Nó quét mắt. Quét này. Okay, thì quét mắt này. Quét đi thì quét đi. Có gì con boss nào không? Hiện tại là không. Không bay là được. Thế nhỉ, nó không cho mình thêm bất kỳ một cái plan food nào luôn đấy. Thề. Đều vãi trưởng à. Cho xin một cái plan food nào, anh em ơi. Nó 4 giây thôi mà nó không cho mình plan food thì mình thua đấy. Đơn, vẫn thắng anh em ạ. 885.000, hơi ít plan food nhờ. Level 8 thua này. Ai vãi lúa. Mìn có thứ thì không ăn thua. Rồi. Quá hay luôn, chỉ có 800 ngàn thôi. Cái này chúng ta thu thuộc vào cái plan food quá. Nhờ, đánh nhanh. Thắng là được. Chúng ta có chuyện thắng. Ui, mấy cây sắp lên level rồi kìa.
đây là trận thứ 7 hay trận thứ 6 ấy. Nên nó khó. Ui, trận thứ 9 rồi, thằng đó nó khó thế. Khó nhằn luôn. Nếu mà bình thường thì nó cũng không sao, nhưng mà đây là trận thứ 9 rồi, nên gặp toàn đối thủ cứng cựa level 8 dành cho Shadow Piercer thì đủ biết rồi đấy. Mình thì mới có level 6 thôi. Mắc nhanh. Wow. Virus này. Ok. Let's rock, chơi luôn nhanh. Mình cần phải thắng 3-4 trận, 5 trận đi để chiều thắng thêm cho nó xuống dưới. Ok. Cho bay ra ngoài mau, vớ vẩn thật mấy thanh niên này. Vào đây á. Vào đây mà thắng được á. Ra ngoài, bay ra ngoài mau. Không ở trong này được chứ. Không thể vào trong này được chứ. Rồi ok, có lẽ là sử dụng cái này. Một này, hai này. Ui, mất một cây rồi. Nó ăn nhanh quá anh em ạ. Trên này nó không có cái slow. Thế mới điên chứ, không có slow. Đây rồi, slow đã đủ anh em. Tiền không thiếu. Tiền không thiếu thật. Không bao giờ là thiếu nha. Chắc Lover. Ôi sao chỗ này bị mất một cây này. Nó ăn lúc nào vậy? Không biết được luôn, đông đấy. Khá là đông vui đấy, cứ bình tĩnh. Mình sẽ dùng cái quạt gió một lúc nữa. Bình tĩnh, chưa cần vội. Càng đông nữa đi. Đấy, đông chưa? Đông chưa? Vui chưa? Xôi ôi. Vào được không? Trẻ vào được không? Ủa, phá hủy hết cây này anh em ơi. Khá là khó chịu, đông rồi đấy. Có lẽ là mình cũng bắt đầu là cho nó ấy rồi. Nó vào khá đông rồi. Nên dùng dưỡng chưa, chết rồi. Có lẽ là nên dùng triệu mốt luôn. Vớ vẩn thật. Đánh với mình à? Ô, chỗ này thế deck nào lại bỏ cây đi. Đây, 1.3 triệu luôn, hơi ít cây, chỗ này lúc này hơi ít cây nhỉ, vẫn ngon. 800 thì không ăn thua với mình. Mình vẫn thắng, yes, 1.3 triệu nha. Level 4 cho cái cây mi bóng tối, level 7 cho, wow, level 7 cho Moonflower, level 8 cho Shadow. Nhưng không ăn thua, chuyện này thì khá là cùi bắp. Mìn khoai tây level 6 luôn. Chúng ta có hạn chân thứ 10 liên tiếp. Và chúng ta đang leo rất nhanh để lên được trên đầu cái bảng xếp hạng. Chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 10 rồi. Mình cần thắng 10 trận nữa lên vị trí thứ 9. Ui, thằng này 104 thôi, nó cũng không chơi thêm quá nhiều đâu. Hoàn toàn là chúng ta có thể đạt được vị trí thứ 4 nha, nếu mà cố gắng chăm chỉ. Vị trí thứ 4 là mình sẽ không phải tăng hạng và mình vẫn được nhiều game cũng như là nhiều kẹo thế thôi. Không cần nhiều. Reload này, chơi như lúc nãy thôi. Đặt luôn cái mi bóng tối luôn này anh em ơi. 3, 2, 1, bắt đầu, let's go, lên. Hút luôn, thế thôi. Slow lại, chính xác. Cần thêm Moonflower hay cái gì đó. Yes. Cắn cái gì mà cắn hả em? Stop lại. Không đi đâu cả nha. Lên. Ý chà. Chưa, càng đông càng vui. Mình chưa cần dùng vội đâu anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Chưa có 2 lần cơ mà. Slow lại. Mấy con này sẽ để bắn chết vào nó đi ạ. Vào được chăng? Không vào được đâu. Ok, mình cố gắng dùng khoảng 3 lần. Bây giờ chưa đông lắm đâu. Đánh được. Hiện tại là vẫn có thể là chịu được nhiệt. Trên này. 52 à, chưa cần dùng vội anh em ạ. Chắc chắn là chưa cần dùng đâu. Đợi nó đông lên đã. Mình chưa cần phải vội vàng gì. Vội này. Dùng anh em ơi. Dùng thôi. Chính xác. Dùng này. Tuyệt vời đấy. Chúng ta có thêm một lần blend food nữa. Nhiều thế nhở, nhiều săn thế ta. À, nhiều cái cây này quá. Bắt đầu đào bớt ra thôi.
Đây là điều anh em ơi, hai lần nhá. Nhanh. Thêm một lần nữa nào, còn có 7 giây thôi, có hơn 600. Ô, 707, tại sao vẫn thua nhỉ? Ô, dùng squat này vẫn thắng được mình đấy anh em ơi. Ô, mình dùng chậm quá chăng? Mình có tận đến lần 3 lần plan food cơ mà. Hơi tiết kiệm quá, thành ra là hơi buồn cười. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan vs Zombie 2. Xin chào, gặp lại, bye bye.